Bài Kinh số 129 Kinh Hiền Ngu Bala Bandita Sutta 246 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, Jetavana, kỳ đà lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo thưa vân bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo có ba đặc điểm đặc tướng và đặc ấn này của người ngu thế nào là ba ở đây này các tỷ kheo người ngu tư duy ác tư duy nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh này các tỷ kheo nếu người ngu không tư duy ác tư duy không nói lời ác ngữ không hành ác hạnh thời làm sao kẻ trí biết được người ấy người này là người ngu không phải là chân nhân và vì rằng này các tỷ kheo người ngu tư duy ác tư duy nói lời ác ngữ hành ác hạnh do vậy người trí biết người ấy người này là người ngu không phải là chân nhân người ngu ấy này các tỷ kheo ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ ưu này các tỷ kheo nếu người ngu ngồi giữa hội chúng hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại hay tại ngã ba ngã tư đường tại đấy nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy nếu người ngu này các tỷ kheo sát sanh lấy của không cho ta hạnh trong các dục nói láo say rượu men rượu nấu thời ở đấy này các tỷ kheo người ngu ấy suy nghĩ như sau các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta vì những pháp ấy thật có nơi ta và ta có những pháp ấy này các tỷ kheo đây là loại khổ ưu thứ nhất người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. 247. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ngu thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng nhiều hình phạt sai biệt khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi, họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò, họ dùng hình phạt la hồ khẩu hình, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, chúc thủ hình, đốt tay, khu hành hình, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt, bị y hình, lấy vỏ cây làm áo linh dương hình, hình phạt con dê núi, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, khối chấp hình, chuyển hình, cao đạp đài, họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các tỷ kheo, người ngu nghĩ như sau: Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng những hình phạt sai biệt khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, vân vân. Họ lấy gươm chặt đầu. Những pháp ấy có thật nơi ta và ta có những pháp ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua chúa ấy sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, vân vân. Họ lấy gươm chặt đầu. Này các tỷ kheo, đây là loại khổ ưu thứ hai, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. 248 Lại nữa, này các tỷ kheo, khi người ngu leo ngồi trên ghế hay trên giường hay nằm trên đất. Lúc bấy giờ, những ác nghiệp người ấy làm từ trước như thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Treo nằm, treo áp, treo đè lên người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo khi người ngu ngồi trên ghế hay ngồi trên giường hay nằm dưới đất trong khi ấy các nghiệp quá khứ của người ấy tức là thân ác hành khẩu ác hành ý ác hành treo nằm treo áp treo đè trên người ấy ở đây này các tỷ kheo người ngu suy nghĩ như sau thật sự ta không làm điều phước không làm điều thiện không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi. Do không làm điều phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi. Do làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi, nên phải đi đến ác thú. Ác thú ấy sau khi chết ta phải đến. Người ấy sầu muộn, than vang, than khóc, đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba, ngay trong hiện tại, người ngu phải cảm thọ. Này các tỷ kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác hành, sau khi làm khẩu ác hành, sau khi làm ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về người ấy phải nói rằng người ấy hoàn toàn không tốt đẹp hoàn toàn không khả ái hoàn toàn không thích ý cũng như muốn nói một cách đúng đắn về địa ngục phải nói rằng địa ngục hoàn toàn không tốt đẹp hoàn toàn không khả ái hoàn toàn không thích ý về vấn đề này này các tỷ kheo cho đến một ví dụ cũng không dễ gì vì rất nhiều là sự đau khổ của địa ngục 249. Khi được nghe nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ được không? Thế Tôn đáp, có thể được, này tỷ kheo, ví như này tỷ kheo, có người bắt được một tên trộm cướp dẫn đến trước mặt vua và thưa Tâu đại vương, đây là một tên trộm cướp phạm tội hãy hình phạt nó như đại vương muốn và vị vua ấy nói như sau về tên trộm cướp ấy này các ông hãy đi và vào buổi sáng hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo và vào buổi sáng họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo rồi đến trưa vua nói như sau này các ông người ấy ra sao tâu đại vương nó vẫn còn sống rồi vua lại nói như sau về tên trộm cướp ấy này các ông hãy đi và vào buổi trưa hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo và vào buổi trưa họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo rồi đến chiều vua nói như sau này các ông người ấy ra sao tâu đại vương nó vẫn còn sống rồi vua lại nói như sau về người kia này các ông hãy đi và vào buổi chiều hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo và vào buổi chiều họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo này các tỷ kheo các ông nghĩ thế nào người ấy bị đâm ba trăm ngọn giáo do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không bạch thế tôn chỉ bị ngọn giáo đâm một lần người kia do nhân duyên ấy cũng cảm thấy khổ ưu còn nói gì đến ba trăm ngọn giáo hai trăm năm mươi rồi thế tôn lượm lên một hòn đá nhỏ lớn bằng bàn tay và nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo các ông nghĩ thế nào cái gì lớn hơn hòn đá này To bằng bàn tay do ta lượm lên hay núi tuyết himava vua các loại núi thật là quá nhỏ bạch thế tôn hòn đá này lớn bằng bàn tay do thế tôn lượm lên so sánh với núi tuyết vua các loại núi nó không đáng kể gì nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi tuyết nó không thể so sánh được cũng vậy này các tỷ kheo người ấy bị đâm bởi ba trăm ngọn giáo, do nhân duyên ấy cảm thọ khổ ưu. Khổ ưu ấy so sánh với khổ ưu ở địa ngục không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc, Banchavi Dabandanan. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ này các tỷ kheo những người giữ địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ này các tỷ kheo những người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy người ấy ở đây cảm thọ vân vân như trên chưa được tiêu trừ này các tỷ kheo những người giữ địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ cháy thành ngọn cháy đỏ rực người ấy ở đây cảm thọ vân vân như trên chưa được tiêu trừ rồi này các tỷ kheo những người giữ địa ngục đẩy người ấy lên kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng cháy đỏ cháy thành ngọn cháy đỏ rực người ấy ở đây cảm thọ vân vân như trên chưa được tiêu trừ rồi này các tỷ kheo những người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạt dầu bằng đồng nung đỏ cháy đỏ cháy thành ngọn cháy đỏ rực người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục ở đây bị nấu với vạt nước sôi sùng sục khi thì nổi lên trên khi thì chìm xuống đấy khi thì trôi dạt ngang người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng luôn có mặt, rộng một trăm do tuần. Này các tỷ kheo, với rất nhiều pháp môn, ta nói về địa ngục, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỷ kheo, vì đau khổ ở địa ngục quá nhiều. 251 Này các tỷ kheo, có những loại sanh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ, Chúng ăn những cỏ ướt và khô với răng nhai nghiền cỏ ấy. Này các tỷ kheo, những sanh vật thuộc loại bàn xanh có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai hay các sanh vật khác thuộc loại bàn xanh có hơi thở, ăn cỏ. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây do trước kia làm các ác nghiệp ở đây. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ. Này các tỷ kheo, có các sanh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng, chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây ví như các bà la môn chạy đến ngửi được mùi lễ tế xanh nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây chúng ta sẽ ăn ở đây cũng vậy này các tỷ kheo có các loại xanh vật thuộc loại bàn xanh có hơi thở và ăn phân chúng ngửi được mùi phân từ đường xa liền chạy tới nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây chúng ta sẽ ăn ở đây và này các tỷ kheo các sanh vật thuộc loại bàn xanh có hơi thở và ăn phân là gì các loại gà heo chó chó rừng giả can hay tất cả các sanh vật khác thuộc loại bàn xanh có hơi thở ăn phân này các tỷ kheo người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây do trước kia làm các ác nghiệp ở đây sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cộng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân. Này các tỷ kheo, có các loại sanh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, và trong bóng tối, và chết trong bóng tối. Này các tỷ kheo, những sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, và trong bóng tối, và chết trong bóng tối là gì? các loại côn trùng, con sùng, con dòi, con sâu đơm đóm và các loại sanh vật khác thuộc loại bàn xanh, có hơi thở, sống trong bóng tối. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loại hữu tình sanh ra trong bóng tối và trong bóng tối chết trong bóng tối. Này các tỷ kheo, có những sanh vật thuộc loại bàn sanh có hơi thở sanh ra trong nước và trong nước chết trong nước. Và này các tỷ kheo, các sanh vật thuộc loại bàn sanh có hơi thở sanh ra trong nước và trong nước chết trong nước là gì? Các loại cá rùa, cá sấu hay các sinh vật khác thuộc loại bàn sanh có hơi thở, sanh ra trong nước và trong nước, chết trong nước. Này các tỷ kheo, người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước và trong nước, chết trong nước. Này các tỷ kheo, có các sanh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, và trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. Và này các tỷ kheo, các sanh vật ấy, các loại thuộc bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, và trong bất tịnh, chết trong bất tịnh là gì? Này các tỷ kheo, các loài hữu tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cá thúi hay chết trong cá thúi hay trong tử thi thúi vân vân hay trong đồ ăn thúi vân vân hay trong vũng nước vân vân hay sinh ra trong đầm nước nhớp hay già trong đầm nước nhớp hay chết trong đầm nước nhớp này các tỷ kheo người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây Do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tịnh và trong bất tịnh chết trong bất tịnh. Này các tỷ kheo, với rất nhiều pháp môn ta nói về các loại bàn sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỷ kheo vì đau khổ ở loài bàn sanh quá nhiều. 252 Ví như, này các tỷ kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển. Một ngọn gió từ phương đông thổi nó trôi qua phía tây. Một ngọn gió từ phương tây thổi nó trôi qua phía đông. Một ngọn gió từ phương bắc thổi nó trôi qua phía nam một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía Bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào con rùa mù ấy có thể đúc cổ nó vào trong lỗ cây này được không? Nếu có được chăng nữa, Bạch Thế Tôn thời chỉ được một lần sau một thời gian rất lâu dài còn mau hơn này các tỷ kheo con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia nhưng này các tỷ kheo ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ vì sao vậy vì ở đấy này các tỷ kheo không có pháp hành an tịnh hành thiện hành phước hành này các tỷ kheo ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu và này các tỷ kheo nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài có được làm người trở lại thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn trong gia đình hạ cấp trong gia đình kẻ đi săn trong gia đình kẻ đang tre trong gia đình người làm xe hay trong gia đình người đổ phân trong những gia đình nghèo khốn không đủ để uống hay để ăn cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được lại nữa người ấy thô xấu khó nhìn lùng thấp hay bệnh mù hay có tật què hay bị bại người ấy không có thể được các đồ ăn đồ uống vải sa vòng hoa hương liệu giường nằm chỗ trú xứ và ánh sáng người ấy hành thân ác hành khẩu ác hành, ý ác hành, vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, này các tỷ kheo, một người đánh bạc trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các tỷ kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy, người ngu do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là địa vứt hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu. 253 Này các tỷ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ và hành các thiện hành. Này các tỷ kheo, nếu người trí không tư duy thiện tư duy không nói lời thiện ngữ không hành các thiện hành thời làm sao kẻ trí biết được người ấy vị này là người trí là bậc chân nhân và vì rằng này các tỷ kheo người trí tư duy thiện tư duy nói lời thiện ngữ hành thiện hành do vậy người trí biết người ấy vị này là người có trí là bậc chân nhân người trí ấy này các tỷ kheo ngày trong hiện tại cảm thọ ba loại lạc hỷ này các tỷ kheo nếu người trí ngồi giữa hội chúng hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại hay tại ngã ba ngã tư đường tại đấy nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy nếu người trí này các tỷ kheo từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say rượu men rượu nấu. Thời ở đây, này các tỷ kheo, người trí ấy suy nghĩ như sau. Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. 254 Lại nữa, này các tỷ kheo, người trí thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai biệt khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, vân vân như trên, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các tỷ kheo, người trí suy nghĩ như sau. Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng những hình phạt sai biệt khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, vân vân như trên. Họ lấy gươm chặt đầu, những pháp ấy thật không có nơi ta, và ta không có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại lạc hỷ thứ hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. 255 Lại nữa, này các tỷ kheo, khi người trí leo ngồi trên ghế hay trên giường hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những thiện nghiệp người ấy làm từ trước như thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi người trí ngồi trên ghế hay ngồi trên giường hay nằm dưới đất, trong khi các nghiệp quá khứ của người ấy, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp treo đè trên người ấy. Ở đây này các tỷ kheo, người trí suy nghĩ như sau: Thật sự ta không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, lại làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi. Do không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, do làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi, nên được đi đến thiện thú. Thiện thú ấy sau khi chết, ta được đến. Vị ấy không sầu muộn, không than vang, không than khóc, không đấm ngực, không rên la và không rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây là sự lạc hỷ thứ ba, ngay trong hiện tại người trí được cảm thọ. Này các tỷ kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân thiện hành sau khi làm khẩu thiện hành sau khi làm ý thiện hành sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này này các tỷ kheo nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ấy phải nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp hoàn toàn khả ái hoàn toàn thích ý cũng như muốn nói một cách đúng đắn về thiên giới, phải nói rằng thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Về vấn đề này, này các tỷ kheo cho đến một ví dụ cũng không dễ gì vì rất nhiều là sự an lạc của thiên giới. 256. Khi được nghe nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn bạch thế tôn thế tôn có thể cho con một ví dụ được không có thể được này tỷ kheo thế tôn nói như vậy ví như này các tỷ kheo vị vua chuyển luân có đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ thế nào là bảy ở đây này các tỷ kheo vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh vào ngày bố tát trăng rằm sau khi gọi đầu lên cao điện để trai giới thời thiên luân báu hiện ra đủ một ngàn căm xe với vành xe trục xe đầy đủ mọi bộ phận thấy vậy vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ ta nghe như vậy khi một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh vào ngày bố Tát trăng rằm sau khi gọi đầu lên cao điện để trai giới nếu có thiên luân báu hiện ra đủ một ngàn căm xe với vành xe và trục xe đầy đủ mọi bộ phận thời vị vua ấy là chuyển luân vương như vậy ta có thể là chuyển luân vương này các tỷ kheo rồi vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báu và nói Này xe báu, hãy lăn khắp, này xe báu, hãy chinh phục. Và này các tỷ kheo, xe báu lăn về hướng đông và vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Và này các tỷ kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng. nay các tỷ kheo, các địch vương ở phương Đông đến ý kiến vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh và nói, Hãy đến đây, đại vương, hoan nghênh, đón mừng đại vương, tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh nói rằng không được sát sanh không được lấy của không cho không được tà dâm không được nói láo không được uống rượu hãy ăn uống cho thích nghi này các tỷ kheo tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh 257. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy lặn xuống biển lớn ở phương Đông, rồi nổi lên và lăn về phương Nam, vân vân. Lặn xuống biển lớn ở phương Nam, rồi nổi lên và lăn về phương Tây, vân vân. Lặn xuống biển lớn ở phương Tây, rồi nổi lên và lăn về phương Bắc. Và vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Này các tỷ kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các địch vương ở phương Bắc, Đến ý kiến vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh và nói Hãy đến đây, đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương Tô đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi này các tỷ kheo tất cả địch vương ở phương bắc đều trở thành chư hầu vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh này các tỷ kheo xe báu ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên liền trở về kinh đô kusavati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh này các tỷ kheo như vậy là sự xuất hiện xe báu của vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh. 258 Lại nữa, này các tỷ kheo, vôi báu xuất hiện cho vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, bảy xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Ubo Satha, bố tác, thấy vôi báu, vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh sanh tâm hoan hỷ và nghĩ lành thay được cưỡi con voi này nếu nó chịu sự điều ngự và này các tỷ kheo như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày con voi báu ấy tự đến để chịu điều ngự này các tỷ kheo thuở xưa vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử voi báu này sáng sớm cưỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện vôi báu của vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, ngựa báu xuất hiện cho vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, đầu đen như quả, bờm ngựa màu đen, có thần lực phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báu, vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ. Tốt đẹp thay được cưỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này các tỷ kheo, như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử con ngựa báu này sáng sớm liền cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên rồi về lại kinh đô kusavati kịp giờ ăn sáng này các tỷ kheo như vậy là sự xuất hiện ngựa báu của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh lại nữa này các tỷ kheo châu báu xuất hiện cho vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh châu báu ấy là lưu ly châu sáng suốt thuần chất có tám mặt khéo dũa khéo mài trong suốt không tì vết hoàn hảo mọi phương diện này các tỷ kheo hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần này các tỷ kheo thuở xưa vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u này các tỷ kheo mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc tưởng rằng trời đã sáng rồi này các tỷ kheo như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh này các tỷ kheo, nữ báu xuất hiện cho vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh bằng dung sắc chư thiên. Này các tỷ kheo, thân xác nữ báu này êm mịn như bông, như nhung này các tỷ kheo khi trời lạnh chân tay nữ báu này trở thành ấm áp khi trời nóng trở thành lạnh mát này các tỷ kheo thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn miệng tỏa mùi thơm hoa sen này các tỷ kheo nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh mọi hành động làm vua thỏa thích yên lành khả ái này các tỷ kheo nữ báu này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh huống nữa là về thân thể này các tỷ kheo như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh lại nữa này các tỷ kheo cư sĩ báu xuất hiện cho vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh chứng được thiên nhãn do nghiệp dị thuộc sanh và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đến vua sát đế lỵ đã làm quán đảnh và nói Tâu đại vương, đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại vương. Này các tỷ kheo, thuở xưa, vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báu này liền cưỡi thuyền chèo ra giữa sông hằng và bảo cư sĩ báu này cư sĩ ta cần vàng tô đại vương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được này cư sĩ ta cần vàng ngay tại đây này các tỷ kheo khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay xuống nước nhấc lên một ghè đầy cả vàng rồng rồi tâu với vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh tâu đại vương như vậy đã đủ chưa tâu đại vương làm như vậy đã được chưa vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh trả lời này cư sĩ như vậy là đủ này cư sĩ làm như vậy là được rồi này cư sĩ cúng dường như vậy là được rồi này các tỷ kheo như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, tướng quân báu xuất hiện cho vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh. Khi đáng tiếng thì tiếng, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng, vị này đến tô vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh tâu đại vương đại vương chớ có lo âu thần sẽ cố vấn đại vương này các tỷ kheo như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh này các tỷ kheo vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bảy báu như vậy 259 Lại nữa, này các tỷ kheo, vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ nhất của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh này các tỷ kheo lại nữa vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh sống lâu tuổi thọ thắng xa các người khác này các tỷ kheo đó là như ý đức thứ hai của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh lại nữa này các tỷ kheo vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến này các tỷ kheo như người cha được các người con ái kính và yêu mến cũng vậy này các tỷ kheo vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến này các tỷ kheo, các vị bà la môn và gia chủ được vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, như những người con được người cha ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các bà la môn và gia chủ được vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, ái kính và yêu mến. thuở xưa, này các tỷ kheo, vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh đi đến hoa viên cùng với bốn loại binh chủng này các tỷ kheo các bà la môn và gia chủ đến vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh và tâu rằng tâu đại vương hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn này các tỷ kheo nhưng vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe. Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị bà la môn và gia chủ lâu dài hơn. Này các tỷ kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh. Và này các tỷ kheo, vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ này ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây xa la, cứ cách khoảng một trăm cung tầm. Này các tỷ kheo, vua chuyển luân có đầy đủ bốn như ý đức này. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Vua chuyển luân đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức do nhân duyên ấy có cảm thọ lạc hỷ không? Bạch Thế Tôn, vua chuyển luân chỉ đầy đủ một món báu do nhân duyên ấy có cảm thọ lạc hỷ còn nói gì đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức 260. rồi thế tôn lượm lên một hòn đá nhỏ lớn bằng bàn tay và nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo các ông nghĩ thế nào cái gì lớn hơn hòn đá này to bằng bàn tay do ta lượm lên hay núi tuyết vua các loại núi. Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn là hòn đá này lớn bằng bàn tay do Thế Tôn lượm lên so sánh với núi tuyết vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi tuyết, nó không thể so sánh được. Cũng vậy, này các tỷ kheo vua chuyển luân với bảy món báu và bốn như ý đức do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ lạc hỷ ấy so sánh với thiên lạc không đáng kể gì không bằng một phần ngàn vạn lần không thể so sánh được này các tỷ kheo người có trí ấy nếu sau một thời gian rất lâu dài được sinh làm người người ấy sẽ sinh ra trong một gia đình cao quý sát đế lỵ đại gia hay bà la môn đại gia hay cư sĩ đại gia giàu có tài sản nhiều tài nguyên nhiều vàng và bạc phong phú tài vật phong phú lúa thóc phong phú hơn nữa vị ấy đẹp trai khả ái dễ thương đầy đủ dung sắc tối thượng vị ấy nhận được đồ ăn đồ uống vải mặt xe cộ vòng hoa hương liệu giường trú xứ và ánh sáng vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ví như này các tỷ kheo, một người đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất, đổ xuất sắc, được tiền bạc rất nhiều. Thật là quá nhỏ, này các tỷ kheo, là canh bạc ấy. Nhờ canh bạc đầu tiên này, người đánh bạc ấy được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc mà nhờ đó, người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là địa vứt hoàn toàn viên mãn của bậc có trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.